Dạ, Vũ Quang Giang xin chào 500 anh em YouTube. Thì hôm nay Vũ đưa lên một chiếc xe. Cái này là đầu xe tính số mấy chứ Trường? 18 nè. 18, đời cao. Một chiếc xe CD 50. Thì anh em có nó có nguyên cái xác gì luôn nha, mà nó vẫn còn hoạt động tốt, máy ngon luôn. Đó, máy gớt, màn máy trẻ hết trơn à. Áo sống mình sờn đầu sơn hết nước và xuống cũ gì luôn rồi. Đó. Thì nói chung á thì dành cho anh em nào đam mê người ta mới mua, người ta làm công chuyện ha. Thì cái giá là anh em nào muốn cần thiết thì điện mua ham ngoài triệu đó. Tại CD giờ nó sườn lốp giấy tờ hải quan chính ngạch thì nó khó kiếm lắm. Hiện giờ là hồ sơ đang cầm tay. Thì cái này là cái nguồn gốc là Nguyễn Ngọc Quý, Đồng Quang, Tiên Sơn, Bắc Ninh gút về An Giang ha. Đó, thì bán qua tên Lầu Thanh Hưng chính chủ nên gút về chính chủ nữa ha. Thì bán cái này á thì bao với anh em là nhập được, bao với anh em là xe hải quan chính ngạch, đâu rồi, xe sang tên ngoài tỉnh, cái này xe nhập khẩu theo hợp đồng thương mại ngày xưa nè, xe nhập khẩu theo hợp đồng thương mại là bao với anh là hải quan chính ngạch ha, đăng ký lần đầu 1997 nè, là số máy là 18, rồi xong hồ sơ này cho qua đi, bao với anh nhập được nha, bao hải quan chính ngạch, đầu số máy là 18 nè, đó, thấy không? Thì quan trọng là bán cho mấy anh làm công chuyện. Đó, vậy đi, ở trên số sườn 17 nè, xe đây 17. Thì em có bán mấy cái xe này hoài, lúc trước mấy xe cập cũng có đó. Số máy, số sườn một khi nó không trùng, nó trước năm, sau năm, trước đời, sau đời nữa nè. Cái này 17 với 18. CD 50A, 18. Trên đây số sườn 10, CD 50, 17. Cái này là vấn đề bình thường nha, không trùng là bình thường. Xe đây nó có tình trạng gì. Rồi, nguyên xe nè, nguyên hình. Có nổ máy được không? Cái này không giờ đậu lâu dữ lắm rồi. Tại hôm sau không giờ đậu lâu lắm. Máy ngon nha mấy anh. Dài thì mấy anh có thể canh chỉnh này kia, mấy anh dọn theo tùy thấy cái mình. Thì hiện tại nó có sát thật sẽ gì đó. Đầu game khá nhiều ra luôn á, mà người ta dọn lại rồi giờ nó xuống một nước luôn rồi ha. Đó. Bây giờ mình đã gì đó mình cũng xài được đó, gọi là mình chỉ sơn cái dẹ máy ngon, máy giọng nồi. Nó tối hù rồi. Mấy cái này cầm gin nè, cầm gin, mi đông gin theo xe, mà gin còn nhiều lắm, cái này gãy bể rồi. Giờ dọn lại mấy cái xe này, dọn lại xương xương máy giọng nồi á. Mấy cái chiếc công tay là nồi nó sẽ dặn vậy á, nó chạy đi xa nó mới không bị lúp bê. Này gặp em thì thí dụ em mua về em chọn lại, em sơn lại từng, nếu mà sơn lại hết trơn á, mình sườn với áo sống rồi gấp cà ke rồi sơn lại trong đầm niền em đi mới lại chắc dọn từ 3 triệu, 3 triệu là xong. Mình sơn con ghim còn luôn mình cho banh nè. Nằm quân chính dinh nữa mà vẫn còn nè. Khi người ta đã dọn xài nước rồi ta mình phải trẻ máy hết trơn nha. Báo với anh là trẻ trơn nhưng mà đầu tiên còn nhiều. Thì con tay là nồi nó sẽ dậm vậy đó ha, không phải cái máy giữa im nè, nồi bên kia dậm nè, cam cò im luôn nè, thấy không? Mình tự phân tích theo phần nào theo phần đó. Rồi trở lại vấn đề nãy giờ hơi gián đoạn anh em. Thì em quay rõ nè, cầm đùm niền nó vậy nè ha. Cái này là má đùm là có sơn nè. Nè, cái này có sơn nữa nè, dợp nè. Lâu rồi, sơn là nước. Nói chung xe đã dọn qua một nước. Đó. Rồi bây giờ nó xuống lại vậy á. Cái này trong cái nền đỏ, ta sơn đen vậy, cái này sơn lại nó đẹp ha. Đó. Thì nào ngay là gần gẽ. Thì quan trọng là em nói với mấy anh vậy nè, là người ta lấy 4 món là sườn lắp giấy về người ta làm công chuyện vô xe Campuchia, chứ không phải là cái xe gì đâu mà nó hai mấy triệu đâu. Cái đó là em nói là vậy, tại vì cái hàng này là hải quan chính ngạch nó rất là hiếm, là CD 50 mà đầu số máy 18 nữa. Nó nằm ở chỗ đó đó. Thấy không? Nó nằm ở chỗ đó đó, người ta là làm công chuyện. Còn mà mình không biết là mình
ném đá thì cũng tội nghiệp cho em, tại người ta bán là một chuyện mà. Rồi gốc cà tre này ha, này có một cái dè, phục này có cúp tôm. Xây lại cho anh ha, xây mặt kia lại cho anh em không, cái này nó bể rồi nha, cái này phải sửa lại. Sửa lại giờ cho người ta thay vỏ thay gột luôn. Thay vỏ thay gột tưởng đâu gột xe ha. Bây giờ là nguyên chiếc. Trời, mới hành sạch sẽ hơn mấy chiếc cúp tôm nhiều ha. Cái này anh em giờ lấy đăng kiểm trước, ra tên trước đó, rồi ha, lấy số sườn số máy làm công chuyện nha. Còn cái giấy mà CD90 mà hải quan chính ngạch á thì bây giờ 35 triệu mua không được. Tại cái đó là tụi em mà mua vô mà còn khó khăn mua, không có, không được luôn, dành nhau mua. Tại cái đó là rất là hiếm, hiếm lắm luôn. Này CD 50, CD Bentley 50, hải quan chính ngạch, có xác, xác sạch sẽ luôn, máy ngon luôn. Chưa bật à. Máy ngon nha, kéo ra lên nhẹ hiệu mất được hàng ngon. Đấy, mấy anh ta có xài, mấy anh chuyên môn về xe người ta biết. Thứ nhất là mấy cái nắp nè nó dày lắm, dày lắm, nghe cái này nó dày lắm, cho nên cái máy nó sẽ rất là ấm so với những cái xe mà hiện đại mới bây giờ. Tháo ra bên mấy cái lốc rồi nó sẽ mỏng hơn, bây giờ máy nó xào là tình trạng nào đó đó. Và mặt đạn á, ngày xưa nó sẽ rất là tốt đối với những chiếc xe còn riêng ha, mặt đạn rất là tốt rồi, nó không có xào mặt đạn. Còn những cái xe mới bây giờ, tại sao Alpha giờ phu trầm mặt, phu trầm led rồi đó, chạy chừng nóng lên là nó sẽ xào. Tại mặt đạn dên đồ này kia, nó mặt đạn bên trong phần máy nó sẽ giảm hơn, nó không còn chế chất lượng như ngày xưa nữa. Hãng nó đã tiết kiệm nhiên liệu rồi. Anh em nghe cái máy nè, rồi thì Vũ xin kết thúc clip này nha, chúc anh em năm mới phát tài ha. Rồi mấy cái cùm này nãy cũng còn trơn ha. Nha anh, còn bà quà đẳng không? Cái này đẩy lên tắt hay vậy? Không phải đâu. Hồi nãy mới đẩy này lên tắt. Rồi gì nghe bà con. Nhanh cháy ha. Bên kia coi. Bình nó hiếu. Làm sao ấy? Ok, bên bẻ lên bên đây. Cháy nè. Cháy rồi, cháy rồi. Đừng lấy. Thắng rồi. Rồi ok. Rồi kết thúc clip nha anh em. Xin chào.